Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển đổi định dạng video. Tức là có những cái video các bạn quay bằng điện thoại thì cái định dạng của nó là AVI hoặc là 3GP mà không phải là MP4. Ví dụ như là cái video các bạn đang xem, cái định dạng của nó là AVI. Thì để kiểm tra cái định dạng của video thì các bạn sẽ rít chuột phải vào trong cái video. Sau đó các bạn chọn là Property. Ở trong cái phần mà loại file nè, thì cái định dạng của nó là .avi. Thì thông thường khi mà gặp những cái định dạng mà không phải MP4 á, các bạn chuyển đổi thì các bạn thường sử dụng những cái phần mềm chuyên chuyển đổi định dạng video. Tuy nhiên, nếu các bạn sử dụng như thế đó, thứ nhất là thời gian chuyển đổi nó lâu, và cái thứ hai nữa đó là cái chất lượng của video giảm đi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi định dạng video mà không dùng tới phần mềm. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ vào trong mục là Control Panel. Ở trong cái phần mà sắp xếp nè, các bạn sẽ bấm vào trong cái mục là biểu tượng lớn. Sau đó các bạn chọn là File Explorer Option. Các bạn qua cái phần View. Thì ở trong cái mục là Hidden File and Folder, lúc này thì các bạn hãy check là hãy hiển thị tất cả những cái file ẩn. Các bạn bỏ đi cái phần này. Các bạn chọn Yes. Và sau đó chọn là OK. Vậy các bạn mở đến cái video. Thì lúc này các bạn thấy cái định dạng của nó là .avi. Bây giờ chỉ cần các bạn click chuột phải, các bạn chọn là Rename hoặc là nhấn F2. Sau đó các bạn đổi cái định dạng của nó. Ở đây mình sẽ đổi về MP4. Các bạn nhấn Z. Bây giờ mình sẽ mở video này lên. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn cách chuyển đổi định dạng đơn giản không dùng phần mềm mà dùng chính chức năng ở trong hệ điều hành Windows. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.